Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 5 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Ngày hội Công nhân viên chức lao động năm 2019. Các địa phương cần tích cực chủ động phòng trừ sâu bệnh gây hại lúa xuân. Nhiều xã ở huyện Phù Cừ trì hoãn việc xử lý các vi phạm trên đất nông nghiệp. Nước ngầm và nước mặt ở một số nơi của huyện Kim Động vượt quá quy chuẩn cho phép. Nhà giáo trẻ tiêu biểu Vũ Thị Thu vững chuyên môn, năng nổ nhiệt tình với công tác đoàn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà văn hóa huyện Văn Lâm, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Ngày hội Công nhân viên chức lao động năm 2019. Tới dự có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm. Ngày hội Công nhân viên chức lao động năm 2019 được tổ chức với chủ đề Công nhân viên chức lao động đoàn viên Công đoàn tỉnh Hưng Yên vững bước theo Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại, thu hút trên 2.000 công nhân viên chức lao động đến từ các công đoàn cơ sở trên toàn tỉnh tham gia. Ngày hội đã có 50 đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương khen thưởng. Trong chương trình đối thoại với lãnh đạo các cấp trong tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đông đảo người lao động đã kiến nghị và đề xuất nhiều ý kiến xung quanh nội dung về cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh CPI cấp tỉnh về bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động khi thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các quy định dưỡng sức thai sản cho người lao động nữ. Ngày hội Công nhân viên chức lao động tỉnh năm 2019 còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú thiết thực, là nơi để người lao động từ các đơn vị doanh nghiệp trong toàn tỉnh được hội tụ gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ cùng nhau về công việc cũng như trong cuộc sống, thu hút hàng chục doanh nghiệp tham gia trưng bày gian hàng bán giảm giá cho công nhân. Ngày 6 tháng 5 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định về việc quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo đó, hỗ trợ cho các chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy để phòng chống dịch bệnh động vật lây lan, kể cả khi xuất hiện dịch bệnh nhưng chưa được công bố theo quy định của pháp luật. Cụ thể, đối với lợn con, lợn thịt các loại, hỗ trợ mức giá 25.000 đồng một kg thịt lợn hơi. Đối với lợn nái, lợn được giống đang khai thác hỗ trợ bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ các loại lợn khác tại thời điểm tiêu hủy và tại địa phương có dịch bệnh. Mức hỗ trợ tại thời điểm hiện tại là 37.500 đồng một kg thịt hơi. Trong quá trình triển khai hỗ trợ, phải đảm bảo công khai minh bạch đúng đối tượng, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách. Hiện nay, lúa xuân đang ở giai đoạn chỗ bông đông sữa. Một số diện tích xuất hiện sâu bệnh gây hại với mật độ và tỷ lệ cao. Trong đó, diện tích nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông là 44 ha, nhiễm nặng 0,5 ha, dày nâu, dày lưng trắng, diện tích nhiễm 1.200 ha, trong đó nhiễm nặng 17 ha. Điều kiện thời tiết hiện nay trời âm u, có mưa nhỏ, xen kẽ có mưa rào, độ ẩm không khí cao, thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông. Vì vậy, các địa phương cần chỉ đạo các đơn vị chức năng phải đảm bảo đủ nước cho lúa chỗ bông làm hạt và phòng trừ sâu bệnh, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ tình hình phát sinh và gây hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông, dày nâu, dày lưng trắng. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông, nhất thiết phải phun phòng bệnh, nhất là những vùng có nguy cơ cao, những giống lúa nhiễm, những diện tích đã nhiễm bệnh đạo ôn lá. Thời điểm phun phòng hiệu quả nhất vào thời điểm lúa chỗ được 3-5% và sau khi lúa chỗ thoát đông sữa. Đối với dày nâu, dày lưng trắng, nơi xuất hiện dày cám với mật độ cao ở thời điểm từ khi lúa chỗ đến khi lúa đông sữa cần phòng trừ bằng các thuốc trừ dày nội hấp. Khi dày tuổi lớn hoặc thời kỳ lúa sau chỗ, lúa đỏ đuôi phải phòng trừ bằng các thuốc tiếp xúc. Trước khi phun thuốc nhất thiết phải rẽ lúa thành từng băng và phun trực tiếp vào nơi dày cư trú. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thực phẩm an toàn đảm bảo chất lượng, những năm gần đây, một số hộ dân trên địa bàn thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên đã mở rộng diện tích rau an toàn cho hiệu quả kinh tế cao. Được sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hỗ trợ đầu tư hệ thống nước tưới tiêu, hướng dẫn kỹ thuật canh tác trồng và chăm sóc rau an toàn, 120 hộ nông dân trên địa bàn thôn Đào Đặng đã mạnh dạn chuyển đổi đồng đất trồng cây rau màu truyền thống sang trồng rau an toàn.
Với tổng diện tích trên 23 ha, các hộ đã trồng đa dạng các loại rau, củ phục vụ thị trường. Do được trồng và chăm sóc rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp, từ khâu chọn giống, nước tưới tiêu đảm bảo hợp vệ sinh, phân bón phải là phân bón hữu cơ hoai mục và đặc biệt là thực hiện thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật theo đúng hướng dẫn của ngành nông nghiệp, nên sản phẩm rau của bà con luôn đảm bảo chất lượng được thị trường ưa chuộng, cho sản lượng và hiệu quả kinh tế cao. Trung bình một sào rau cho thu lãi trên chục triệu đồng một năm, cao hơn nhiều so với sản xuất rau truyền thống. Nhờ mở rộng diện tích trồng chuối nhiều nhất xã, lại chủ động liên kết được với thương lái trong tiêu thụ sản phẩm, nên anh Vương Văn Thi ở xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên đã có thu nhập đạt trên 1 tỷ đồng một năm. Anh Thi bắt đầu trồng chuối từ năm 2013 với diện tích trên 1 hectare. Đến nay, anh đã mở rộng lên trên 10 hectare, chủ yếu là giống chuối Tây Thái Lan hay còn gọi là chuối xiêm. Giống chuối này có khả năng thích ứng cao với đồng đất của địa phương, ít bị nhiễm bệnh so với các giống chuối khác, năng suất đạt cao, bình quân mỗi sào cho thu từ 70 đến 80 buồng và được bán với giá khoảng 150.000 đồng một buồng. Hiện hầu hết sản lượng chuối của gia đình anh Thi đều được các thương lái đặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc, trừ chi phí mỗi năm gia đình anh có thu nhập trên 1 tỷ đồng từ trồng chuối. Huyện Phù Cừ là một trong những địa phương có nhiều công trình vi phạm trên đất nông nghiệp. Bên cạnh những xã tích cực xử lý các vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì vẫn còn nhiều xã chưa quyết liệt, có dấu hiệu trì hoãn trong thời gian gần đây. Xã Quang Hưng hiện là địa phương còn tồn tại nhiều công trình vi phạm trên đất nông nghiệp nhất của huyện Phù Cừ. Đến nay, xã vẫn còn 52 trên 106 công trình xây dựng trái phép chưa tự giác tháo dỡ. Trong đó, riêng thôn Viên Quang có tới 45 trường hợp. Nhiều hộ vi phạm với diện tích rất lớn, trên 120m2 như hộ ông Phạm Đình Thép, Quách Giang Hán, hộ ông Phạm Đình Khương xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp từ năm 2016. Xã Quang Hưng đã ra quyết định cưỡng chế từ tháng 2 năm 2018. Tuy nhiên đến nay đã hơn một năm trôi qua, quyết định vẫn chưa được thực hiện. Đến thời điểm này thì đã có 50% số hộ là đã tự ra tháo dỡ. Thì cái số 50% chưa tháo dỡ thì nó cũng có nguyên nhân của nó. Bởi vì cái lý do là các hộ gia đình như là tiếc của. Trong cái thời gian tới thì ủy ban xã cũng sẽ vẫn tiếp tục tuyên truyền để các hộ gia đình tự giác tháo dỡ và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để báo cáo ủy ban huyện để cưỡng chế theo quy định. Đến nay, xã Minh Tân, huyện Phù Cừ vẫn còn 33 trên 167 công trình vi phạm trên đất nông nghiệp và khoảng 60 hộ tháo dỡ chưa triệt để mang tính chất đối phó. Những hộ vi phạm với diện tích lớn như hộ ông Trần Xuân Soạn, Nguyễn Văn Dũng, Doãn Trung Nhường. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì xã cũng gặp rất nhiều những cái khó khăn liên quan đến các cái quyền nợ về mặt tài sản đối với các cái hộ vi phạm. Và cụ thể nhất thì có các cái hộ vi phạm mà nó mang cái tính lịch sử để lại. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng quyết liệt trong cái việc là yêu cầu chấp hành thực hiện đúng với cái được cấp phép, mong rằng là cái giải pháp tối ưu ngành điện vào cuộc cùng với lại ủy ban dân các xã và đặc biệt là Minh Tân để xử lý tháo gỡ và giải quyết dứt điểm. Đến nay huyện Phù Cừ vẫn còn 126 trên 945 hộ vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp và khoảng 300 hộ vi phạm đã thực hiện tháo dỡ nhưng chưa triệt để, tiềm ẩn nguy cơ tái vi phạm. Nhiều tháng trở lại đây, huyện gần như không xử lý được trường hợp vi phạm nào, chính quyền các xã vào cuộc chưa quyết liệt, dẫn đến tư tưởng chây ỳ, nghe ngóng của một bộ phận người dân trong việc thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, dù đã về đích nông thôn mới, nhưng từ đầu năm đến nay các xã ở huyện Văn Giang vẫn tiếp tục đầu tư hàng chục tỷ đồng để nâng cao các tiêu chí, đồng thời chuẩn bị cho việc thẩm định huyện đạt nông thôn mới. Các địa phương chủ yếu đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, điển hình như các xã Nghĩa Trụ đầu tư gần 10 tỷ đồng để nâng cấp mở rộng đường trục liên thôn. Xã Vĩnh Khúc đầu tư trên 4 tỷ đồng, nâng cấp gần 1 km đường giao thông, xây dựng hệ thống tiêu thoát nước sinh hoạt. Xã Long Hưng, Xuân Quan đầu tư gần 10 tỷ đồng để xây mới 6 phòng học và hoàn thiện nhà văn hóa xã. Cùng với đó, các địa phương khác cũng vẫn tiếp tục tôn tạo nâng cấp các công trình hạ tầng khác như nhà văn hóa thôn, khu làm việc xã, trạm y tế. Hầu hết nguồn vốn đều được các địa phương trích từ nguồn bán đất và huy động xã hội hóa.
Xã Đoàn Đào được coi là địa phương đi đầu trong xã hội hóa làm đường giao thông nông thôn của huyện Phù Cử. Nhờ sự thống nhất giữa ý đảng lòng dân, rất nhiều tuyến đường được xây dựng khang trang và to đẹp. Từ khi xây dựng nông thôn mới đến nay, xã đã vận động nhân dân làm khoảng 40 tuyến đường với tổng chiều dài trên 20.000 mét. Đảng viên và cán bộ xã cương mẫu thực hiện trước, sẵn sàng phá dỡ công trình của gia đình mình, tạo uy tín trong nhân dân. Các thôn đều bầu ban giám sát để quản lý tiền đã đóng góp, trông coi và đôn đốc thực hiện bảo đảm chất lượng. Trong xã, có hộ gia đình hiến hàng trăm mét vuông đất, phá dỡ công trình kiên cố, bao gồm nhà tắm và bể trị giá trên 100 triệu đồng, như gia đình chị Trần Thị Hằng ở thôn Đoàn Đào. Đặc biệt, ở thôn Long Cầu, người dân 13 ngõ xóm tự nguyện đóng góp từ 5 đến 8 triệu đồng một hộ để xây mới tất cả các tuyến đường thôn xóm. Theo kết quả phân tích của Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế, hiện nay, ở nhiều vùng của huyện Kim Động, nguồn nước ngầm và nước mặt có chứa các chất ô nhiễm vượt quy chuẩn cho phép. Theo đó, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường đã lấy mẫu nước mặt và nước ngầm ở các xã Nhân La, Mai Động, Chính Nghĩa và Nghĩa Dân. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu như sắt, mangan, E. coli, sắt tổng hợp, arsen, v.v. đều vượt tiêu chuẩn QCVN01-2009 Bộ Y tế nhiều lần. Trong đó, nguồn nước ngầm ở xã Nghĩa Dân chỉ tiêu sắt tổng hợp vượt 5,62 lần, nước mặt chỉ tiêu E. coli vượt 9,3 lần, ở xã Mai Động, nước mặt chỉ tiêu mangan vượt 0,34 lần, nước giếng khoan chỉ tiêu arsen vượt 0,168 lần, xã Nhân La, nước ngầm chỉ tiêu E. coli vượt 2,4 lần, xã Chính Nghĩa, chỉ tiêu Cliform vượt 9,3 lần. Hậu quả chung của tình trạng ô nhiễm nước là tỷ lệ người mắc các bệnh cấp và mãn tính liên quan như đau thần kinh, thận, hệ bài tiết, viêm xương, thiếu máu, tiêu chảy và thậm chí ung thư. Để giảm thiểu lượng rác thải tập kết và bảo vệ môi trường, các hộ dân ở thôn Đồng Mỹ, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ thực hiện phân loại và xử lý một phần rác hữu cơ tại gia đình và trang trại. Năm 2017, xã Lý Thường Kiệt được huyện cấp cho 320 chiếc thùng phân loại và xử lý rác thải hữu cơ, trong đó thôn Đồng Mỹ được cấp hơn 100 chiếc. Sau gần 2 năm đưa vào sử dụng, thùng xử lý rác thải các hộ dân áp dụng đúng và hiệu quả. Tại đây, rác hữu cơ được phân loại và đưa vào thùng. Sau một lớp dày từ 30 đến 50cm thì tưới thêm 0,5 đến 1 lít dung dịch chế phẩm phân vi sinh. Khoảng 30 ngày, rác thải sẽ phân hủy thành phân hữu cơ để bón cho cây trồng. Đối với các hộ nuôi gà vịt, cùng với việc phân loại rác thải sinh hoạt, chất thải từ chăn nuôi cũng đều được ủ với men để làm phân bón cho cây trồng. Cầu Mạn Xuyên bắc qua kênh thuộc thôn Mạn Xuyên, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, được xây dựng từ năm 1970. Qua nhiều năm sử dụng, cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông qua đây. Cây cầu này có chiều dài hơn 13 mét, rộng hơn 4 mét, bắc qua kênh của thôn Mạn Xuyên. Hàng ngày cầu phục vụ cho trên 500 hộ dân qua lại, trong đó có nhiều xe trọng tải lớn lưu thông khiến cầu bị xuống cấp nghiêm trọng. Dầm cầu được làm bằng những cọc bê tông, nhiều chỗ đã bong chóc và lộ ra những thanh thép hoen rỉ. Ngoài ra, cầu không được trang bị đèn chiếu sáng, lại không có thành chắn hai bên cầu nên rất dễ gây nguy hiểm cho các phương tiện khi đi qua. Theo người dân cho biết, thời gian qua tại đây đã có hơn 10 vụ tai nạn xảy ra, trong đó có một vụ chết người do bị sập cầu, khiến người dân hết sức hoang mang và lo lắng. Cái chỗ này là nặng nề quá rồi, cứ khắc phục tấm này thì tấm kia lại hỏng, mà hiện tại gãy rất nhiều rồi. Đấy, hiện tại ở đây là đã có một vụ chết người. Trước tình trạng trên, chính quyền địa phương cần có biện pháp sớm xây dựng lại cầu cho người dân đi lại được thuận tiện, tránh các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, là chiến sĩ thi đua nhiều năm liền, cô giáo Vũ Thị Thu sinh năm 1989, phó bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, huyện Tiên Lữ, còn là một cán bộ đoàn năng nổ, đầy nhiệt huyết và sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động đoàn. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp đại học, cô giáo Vũ Thị Thu đã về trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám công tác, tham gia giảng dạy môn sinh học. Với trăn trở làm sao để các em học sinh vừa tập trung học tập mà vẫn hứng thú khi tham gia các hoạt động đoàn, cô Thu đã phát động nhiều phong trào thiết thực, cụ thể và gắn với việc học tập. Một trong số đó là phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Cô đã cùng với đồng nghiệp và học sinh thực hiện đề tài xây dựng quy trình trà túi lọc từ cây vối nếp và giành giải khuyến khích của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.
Ngoài ra, cô còn vận động các đoàn viên, thanh niên và học sinh trong trường tham gia xây dựng các công trình thanh niên, đóng góp trên 10 triệu đồng để xây bể bơi cho thanh thiếu niên ở xã Hải Triều. Khi mà em mới lên cấp 3 thì rất may mắn khi được học cô Thu ngay từ lớp 10 học môn sinh của cô, thì em đã rất là ấn tượng với những bài giảng của cô. Đặc biệt là khi học tập ở trường thì em cảm thấy rất hứng khởi khi được tham gia các hoạt động đoàn của trường. Ví dụ như là kể chuyện học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ, hoặc là cuộc thi vẽ tranh về ngôi trường, hoặc cuộc thi nấu ăn. Và khi tham gia vào những hoạt động này thì em cảm thấy là em được thoải mái hơn, này, được thư giãn hơn sau những giờ học căng thẳng. Và đặc biệt là em được hoàn thiện và trau dồi những cái kỹ năng mà mình còn thiếu. Ví dụ như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và giúp em tự tin hơn rất là nhiều trong cuộc sống. Trong công tác giảng dạy, bên cạnh việc dạy học tích hợp liên môn và giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, cô cũng luôn khuyến khích học sinh mạnh dạn đặt nhiều câu hỏi và tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ về giới tính và sức khỏe sinh sản của trường để giúp các em có thêm nhiều kiến thức, tránh xa các tệ nạn trong xã hội. Đồng chí Vũ Thị Thu là một trong những giáo viên trẻ có rất nhiều những cái cố gắng và sự nỗ lực tham gia trong các hoạt động chuyên môn cũng như hoạt động đoàn thể. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn đổi mới, đồng chí đã có nhiều những cái sáng kiến trong hoạt động chuyên môn, đặc biệt là hoạt động của đoàn thanh niên. Với cương vị là phó bí thư của đoàn trường thì đồng chí đã đưa ra rất nhiều các cái mô hình và hoạt động mới hiện nay, như là các cái phong trào của huyện đoàn và tỉnh đoàn tổ chức, góp phần nâng cao cho các cái thành tích mà đoàn trường đạt được hiện nay, được công nhận là một trong những đoàn trường mạnh nhất ở trong huyện. Không chỉ vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, là cán bộ đoàn nhiệt huyết, cô giáo Vũ Thị Thu còn luôn sát cánh với học sinh từ việc học tập cho đến tổ chức, tham gia các hoạt động phong trào, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh trong học tập. Với những thành tích đó, vừa qua cô Thu được tỉnh đoàn tuyên dương và trao danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm học 2018-2019. Chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, mùng 6 tháng 5 năm 1951, mùng 6 tháng 5 năm 2019. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh tổ chức hội thao ngành Ngân hàng tỉnh Hưng Yên năm 2019. Tham dự hội thao có trên 400 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến từ 20 đơn vị là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh và các tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu 4 môn gồm kéo co, cầu lông, bóng đá, bóng bàn. Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, nhiệt tình, Ngân hàng Nông nghiệp Hưng Yên đã giành giải nhất môn kéo co, Ngân hàng Liên Việt Postbank giành giải nhất môn bóng đá nữ mini. Giải nhất bóng đá nam thuộc về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hưng Yên. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhiều giải cá nhân cho các vận động viên có thành tích xuất sắc ở các nhóm tuổi khác nhau của môn cầu lông và bóng bàn. Chiều ngày 11 tháng 5, câu lạc bộ Phú Hiến có trận đấu gặp câu lạc bộ An Giang trên sân nhà BVF huyện Văn Giang trong khuôn khổ vòng 6 giải hạng nhất quốc gia năm 2019. Mặc dù chơi lấn lướt đội khách ngay từ những phút đầu, nhưng câu lạc bộ Phú Hiến bất ngờ bị nhận hai bàn thua từ những pha phản công sắc sảo của câu lạc bộ An Giang do công của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương và Phạm Văn Lộc ở các phút 19 và 24. Bị dẫn trước hay không, nhưng câu lạc bộ Phú Hiến không hề nao núng và nhanh chóng có được bàn thắng rút ngắn tỷ số của tiền vệ Việt Kiều Martin Lò ở phút thứ 29. Sang hiệp 2, câu lạc bộ Phú Hiến tiếp tục chơi ép sân đối thủ. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, thì đến phút 58, Martin Lò ghi bàn thắng thứ 2 sau một pha dứt điểm tinh tế, rút được bóng Hưng Yên gỡ hòa 2-2. Những phút còn lại của trận đấu, câu lạc bộ Phú Hiến còn tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn do sự xuất sắc cản phá của thủ môn bên phía An Giang. Hòa kịch tính câu lạc bộ An Giang trong thế trận lấn lướt, câu lạc bộ Phú Hiến duy trì vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 9 điểm. Vào 15 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5, câu lạc bộ Phú Hiến sẽ gặp câu lạc bộ Phù Đồng trên sân khách. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.